Con xin kính chào cộng đoàn, xin mời cộng đoàn cùng chia sẻ lời Chúa với con ngày hôm nay 26 tháng Giêng năm 2023, cũng là ngày lễ kính nhớ hai thánh giám mục Timôthê và Tito. Sau Chủ nhật thứ ba mùa thường niên, chúng ta lắng nghe lời Chúa. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: chẳng lẽ mang đèn tới để đặt dưới cái thùng hay dưới gầm giường? Nào chẳng phải là để đặt trên đế sao? Vì chẳng có gì che giấu mà không được tỏ lộ, chẳng có gì bí ẩn mà không được đưa ra ánh sáng. Ai có tai để nghe thì hãy nghe. Người nói với các ông: hãy để ý tới điều anh em nghe. Anh em đong đấu nào thì Thiên Chúa cũng sẽ đong đấu ấy cho anh em, và còn cho anh em hơn nữa. Vì ai đã có thì được cho thêm, còn ai không có thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy đi. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn, ôn lại lời Chúa ngày hôm qua 25 tháng Giêng, mừng lễ Thánh Phaolô tông đồ trở lại, Đức Giêsu phục sinh truyền lệnh cho tất cả các tông đồ cũng như các môn đệ: anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo tin mừng cho mọi loài được cho mọi loài thọ tạo để họ được cứu. Thế thì nếu chúng ta mà sẵn sàng đi loan báo tin mừng, sẵn sàng đem Chúa đến cho mọi người, sẵn sàng đi truyền giáo, sẵn sàng đi thăm viếng truyền giáo, thì chúng ta sẽ có được những cái phép lạ này. Vì đây là những dấu lạ đi theo những ai có lòng tin nhân danh Thầy sẽ trừ được quỷ. Khi chúng ta đi truyền giáo, chúng ta cũng sẽ trừ được quỷ, nói được những tiếng mới lạ, nói được những cái tiếng đầy là yêu thương, chữa lành, cầm được rắn, và dù có uống nhầm thuốc độc thì cũng chẳng sao. Chúng ta chế ngự được tất cả những cái xấu, và nếu họ đặt tay trên ai là bệnh nhân thì người ấy sẽ được mạnh khỏe, chúng ta cũng có thể chữa lành. Bài tin mừng ngày hôm qua, mừng lễ Thánh Phaolô tông đồ trở lại, động viên tất cả chúng ta hãy cố gắng siêng năng, đi thăm viếng những anh chị em lương dân, làm việc tông đồ bác ái để cho mọi người nhận biết Thiên Chúa và họ cũng được biết Chúa như tất cả chúng ta. Rồi chúng ta đi vào lời Chúa ngày hôm nay. Hôm nay cũng là ngày lễ mừng kính hai thánh giám mục Timôthê và Tito. Cùng với Thánh Luca, Thánh Timôthê và Thánh Tito là những cộng tác viên trung thành của Thánh Phaolô. Mẹ Thánh Timôthê là người Do Thái, còn chính ông thì đã được Thánh Phaolô thanh tẩy. Ông đã theo Thánh Phaolô trong các chuyến đi truyền giáo, rồi sau được đặt làm thủ lãnh giáo đoàn Epheso. Còn Thánh Tito đã được Thánh Phaolô nhận làm nhận ở Antiochia ngay từ đầu sứ vụ tông đồ. Sau đó ông được trao nhiệm vụ loan báo tin mừng. Thư Thánh Phaolô gửi cho ông Timôthê 1-2 và thư gửi cho ông Tito được gọi là các thư mục vụ, vì trong đó có nhiều lời khuyên dành cho những người lãnh đạo cũng như cho hết mọi thành phần trong giáo đoàn. Thánh Timôthê và Thánh Tito là người môn đệ của Thánh Phaolô, cũng cùng với lại ông Thánh Luca, và cũng chính nhờ là môn đệ của Thánh Phaolô mà cũng đã được nên thánh. Xin cho chúng ta cũng biết siêng năng tham gia các sinh hoạt trong giáo xứ, các sinh hoạt trong hội đoàn. Rồi chúng ta đi vào bài tin mừng ngày hôm nay. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: chẳng lẽ mang đèn tới đặt dưới cái thùng hay dưới gầm giường? Nào chẳng phải là để đặt trên đế sao? Thì Chúa Giêsu mượn một cái hình ảnh hết sức là cụ thể: chẳng ai thắp đèn để dưới gầm giường hay là để trong cái thùng. Người ta thắp đèn thì người ta sẽ để trên đế. Điều này muốn nhắc nhở tất cả chúng ta, khi chúng ta đã là con gái của Chúa, lãnh nhận hồng ân đức tin, nếu chúng ta tham dự cái nghi thức là lãnh bí tích rửa tội đó, chúng ta thấy là có nghi thức là thắp nến sáng. Thế thì khi chúng ta đã là con cái Chúa, đã được chịu phép rửa tội rồi, ánh sáng đức tin được thắp lên trong lòng của chúng ta, thì chúng ta cần phải sống đức tin, chiếu rạng ánh sáng đức tin cho mọi người. Còn đi qua Campuchia thì có một lần con ghé thăm một cái gia đình của bà cụ này. Bà nói: cha, nhà con thì con với ông nhà con là có đạo. Thế nhưng mà phiêu bạt qua Campuchia này, rồi sinh ra những đứa con của con rồi cũng được rửa tội hết. Thế nhưng mà vì cuộc sống, con của chúng con nó đi làm chỗ này chỗ kia, đa phần nó sống với những người lương dân thôi, thì cũng con cũng buồn lắm, nó cũng không có sống đạo, không có sốt sắng sống đạo lắm. Thế nhưng con vẫn giữ từ thuở con qua Campuchia cho đến bây giờ, tối nào gia đình con cũng đọc kinh, tối nào con và nhà con cũng đọc kinh, có thể con cháu cũng tham dự thì chúng con vẫn đọc kinh. Và con hy vọng rằng cái việc chúng con đọc kinh cầu nguyện thì Chúa sẽ rủ lòng thương xót cho ban ơn trở lại cho con cháu của chúng con.
Thế thì con nói với ông bà rằng là ông bà đọc kinh tối nó được coi ví như là một cái ngọn đèn. Với một cái ngọn đèn như vậy thì con cháu mình trong những lúc tăm tối của tội lỗi chắc chắn là sẽ có lúc nó cần cái ánh sáng của ông bà, cần lời cầu nguyện của ông bà, rồi cũng thấy những việc tốt của ông bà làm thì nó cũng đánh động được tâm hồn của các cháu, và cũng nhờ ơn Chúa giúp thì các cháu sẽ quay trở lại. Thế thì Chúa Giêsu dùng hình ảnh không ai thắp đèn mà để dưới gầm giường, và thắp đèn thì phải để trên đế. Thì chúng ta là người có đạo thì chúng ta phải sống đạo, sống đạo. Chúng ta phải sống đạo qua những việc lành phúc đức chúng ta làm. Qua việc thờ phượng Chúa, còn nghĩa là có hai cái việc mà nó rất là rõ ràng: thờ phượng Chúa và thực thi lòng bác ái. Đấy là hai cái việc rất là rõ ràng. Khi chúng ta thờ phượng Chúa, chúng ta đọc kinh cầu nguyện, chúng ta ca tụng Chúa, chúng ta sống giữa một cái vùng dân ngoại nhưng mà chúng ta vẫn đọc kinh cầu nguyện, không phải là phô trương nhưng mà là tự thân chúng ta sống đức tin như thế, thì đấy cũng là một thứ ánh sáng cho anh chị em dân ngoại. Rồi chúng ta thực thi lòng bác ái, thể hiện tấm lòng của tất cả chúng ta, thì nó cũng là một cái ánh sáng cho dân ngoại. Chúa muốn tất cả chúng ta là con cái Chúa lãnh nhận hồng ân đức tin thì đừng có sống như là người dân ngoại, không phải là thắp đèn để dưới cái thùng hay dưới gầm giường nhưng mà phải đặt trên đế. Vì chẳng có gì che giấu mà không được tỏ lộ, chẳng có gì bí ẩn mà không được đưa ra ánh sáng. Thiên Chúa thấu tỏ tâm can của chúng ta. Nếu chúng ta là người thật sự sống đức tin thì đức tin ấy cũng sẽ tỏ lộ ra cho mọi người. Thế nhưng mà nếu mà chúng ta không có sống đức tin đó, thì rồi người ta cũng nhìn thấy tâm can của chúng ta là những người người có đạo nhưng mà sống như là dân ngoại. Thiên Chúa thấu tỏ tâm can của chúng ta và lòng của chúng ta sốt sắng yêu mến Chúa thì cũng sẽ được bộc lộ ra, chiếu sáng ra bên ngoài. Và lòng của chúng ta không có Chúa, không yêu mến Chúa, không sống đạo của Chúa thì nó cũng sẽ tỏ ra bên ngoài chúng ta như là anh chị em lương dân. Thế thì Chúa nói là không có gì mà che giấu mà không được tỏ lộ, không có gì bí ẩn mà không được tỏ ra ánh sáng. Thì nếu lòng của chúng ta là lòng yêu mến Chúa thì nó cũng chiếu tỏa ra bên ngoài nó là như thế. Thế còn nếu mà bên ngoài của chúng ta nhìn chẳng có một cái dấu chỉ gì thì điều này cho thấy là trong tâm của chúng ta cũng chẳng có gì là yêu mến Chúa cả. Ai có tai để nghe thì hãy nghe. Người nói với các ông hãy để ý tới điều anh em nghe. Anh em đong đấu nào thì Thiên Chúa cũng sẽ đong đấu ấy cho anh em và còn cho anh em hơn nữa. Vì ai đã có thì được cho thêm, còn ai không có ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy đi. Cái câu này là cái câu mà chúng ta lắng nghe trong dụ ngôn những nén bạc đó. Chúa nói là người nào mà làm biết làm ăn sinh lợi thì Chúa lại cho thêm. Người nào biết làm việc bác ái thì Chúa lại cho thêm. Người nào mà sống tốt thì lại càng tốt hơn. Còn cái người mà không sống đạo của Chúa, không có thực thi lời Chúa thì từ từ để có tất cả rồi cũng sẽ mất tất cả. Thế thì Chúa dạy chúng ta, anh em đong đấu nào thì Thiên Chúa cũng sẽ đong lại đối cho anh em. Nếu chúng ta thờ phượng Chúa thì chúng ta cũng xứng đáng đón nhận được những ơn lành của Chúa. Nếu chúng ta đong những cái đấu gạo cho người nghèo thì Chúa cũng sẽ đong cái ân sủng cho chúng ta. Vì thế mà khi quý ông bà và anh chị em gửi tiền bác ái cho con thì con cũng hay nhắn lại cái tin là cha sẽ làm bác ái để cầu nguyện cho gia đình của ông bà, anh chị em. Thế thì khi chúng ta chia sẻ bác ái là chúng ta đong một cái đấu cho người nghèo thì Chúa sẽ đong cái đấu lại, cũng đong bằng cái đấu bác ái ấy cho chúng ta mà cái đấu nó còn lớn hơn nữa. Thế thì lời Chúa ngày hôm nay có hai ý cho chúng ta suy gẫm. Ý thứ nhất là thắp đèn thì phải để trên đế. Chúng ta là những người có đạo thì phải sống đạo. Chúng ta là những người có đạo thì phải sống đạo để chiếu ánh sáng cho anh chị em, nhất là anh chị em dân ngoại. Rồi cái thứ hai là anh em đong đấu nào thì Chúa cũng sẽ đong bằng đấu ấy cho anh em. Thì xin cho tất cả chúng ta luôn luôn biết đong những cái đấu lớn cho người nghèo, cho người lương dân, cho những anh chị em xung quanh. Xin cho chúng ta luôn biết đong cái đấu thời gian cho Chúa. Chúng ta cố gắng đi. Anh em đong đấu nào thì sẽ được Thiên Chúa đong lại đấu ấy. Câu này chúng ta thuộc lòng đi. Rồi như là con vẫn động viên quý ông bà và anh chị em đó. Mỗi tháng con xin ông bà anh chị em đong cho con một cái đấu, một đồng thôi cũng được. Nhưng mà chúng ta kiên trì làm việc. Chúng ta kiên trì làm việc. Và hôm nay Chúa Giêsu nói rất là rõ. Anh em đong đấu nào thì Chúa cũng sẽ đong lại đấu ấy cho anh em. Nếu chúng ta cho người nghèo 50 ngàn thì Chúa cũng sẽ cho 50 ngàn và còn hơn thế nữa. Nếu chúng ta giúp cho những người đau khổ một lời an ủi thì Chúa cũng sẽ an ủi tất cả chúng ta. Nếu chúng ta dành thời gian cho Chúa thì Chúa cũng sẽ dành thời gian và còn hơn thế nữa cho chúng ta.
Như đã chia sẻ, hai cái đấu mà chúng ta cần phải đong nó rõ ràng mỗi ngày mỗi tháng, đó là cái đấu cho Chúa qua việc thờ ra qua việc dành thời gian phụng thờ Chúa, cái đấu cho Chúa, dành thời gian phụng sự Chúa và ca tụng Chúa, và cái đấu cho những anh chị em nghèo và anh chị em lương dân. Đấy. Có lẽ từ nay trong thánh lễ kính lòng thương xót thì còn cũng thêm cái ý này, cầu nguyện cho các bệnh nhân này, cho các cụ già này, cho các tội nhân này, và cho anh chị em lương dân chưa được biết Chúa. Thì nếu chúng ta đong một cái đấu bác ái cho người nghèo, cho anh chị em lương dân, thì Chúa cũng sẽ đong cái đấu mà còn lớn hơn thế nữa, cái đấu bác ái, và cái đấu của Chúa nó cũng sẽ to hơn nữa để dành cho tất cả chúng ta. Vì đấy là một cái lời động viên tất cả chúng ta ha, hãy làm bác ái, hãy phụng thờ Chúa và thực thi lòng bác ái với anh chị em xung quanh chúng ta, những người nghèo cũng như anh chị em lương dân. Xin Chúa chúc phúc lành cho tất cả chúng ta.